Sau một hồi nấu nấu nướng nướng, bếp trưởng của chúng ta đã đổi cái từ cái son qua cái chảo, mọi người. Cái son bay vô trong, cái chảo thì bay ra ngoài, đang chuẩn bị cho việc chiên trứng. Ăn thịt nhiều quá. Ông ba xử lý thật là cộng cộng. Ôi trời, cực cười no luôn rồi, khỏi ăn cơm luôn rồi. Trời ơi, nó nằm đứa cái đầu vậy đó hả? Hả? Phải không? Hả? Hả? Trời đất ơi, lên gác nằm đứa cái đầu vậy đó hả? Hả? Phải con không? Trời ơi, có ai giống anh bằng già ăn củ cải đường mà không gọt hết trơn mọi người, không gọt vỏ, không còn một cái gì luôn. Hộp củ cải bữa mua ở trong siêu thị Go An Lạc nè. Rồi có bà con với ông này không mà tự nhiên chui xuống nó ngồi vậy hả? Hả? Hả Si? Si ơi? Trời ơi, nó chui dưới mông anh kìa. Cái gì anh? Quả. Ai biết. Xong rồi mọi người, rửa xong rồi. Bây giờ em sẽ cắt cái này ra làm nấu canh. Nhưng mà hành này không có xài hết. Hành này em sẽ cắt rồi em để dành lại tủ lạnh. Nhớ nghe anh môn tình nồng nàn nhiễm trao, anh chưa quên bao câu thề muôn đời ta mãi gần nhau. Đẹp quá ha, màu củ cải đẹp quá, củ cải đường nhưng mà mùi thì giống củ cải trắng vậy đó mọi người. Nó không bằng củ cải trắng, không hăng bằng củ cải trắng. Em xắt củ cải nấu canh còn anh chiên trứng phải không? Nên anh chiên trứng cho em ăn phải không? Nhưng anh ơi đừng khen, nắng sẽ hồng trên môi em. Anh này chăm sóc, sẽ bỏ vô ngăn đá mọi người, để dành ăn cho nó lâu. Chứ mà bây giờ bỏ ngăn mát mà ăn chưa hết là nó sẽ dễ úng lắm. Em quen bỏ ngăn đá rồi. Em làm hành eo xà đó mọi người. Lưu số em đi, khi nào má có cần con dâu thì gọi cho em. À, bỏ vô, bỏ vô cái hộp. Trời trời, trên đời dưới thế chưa thấy ai ngựa nhanh bạn già luôn. Nốt trứng bỏ vô cái gỗ. Có trứng mà bỏ vô cái gỗ đó thì ghê trời, u là trời. Đây còn chả cá kho khóm hôm qua nè mọi người đó, xịn sò. Nhưng mà không sợ không có đủ ăn cho nên đó là hãy chiên thêm trứng. Bây giờ anh bắt nồi làm gì đây? Nấu canh à? Đang nấu nước, nấu nước đang nấu canh cho nó nhanh mọi người. Hai, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của bà Chăm Móc. Chiều nay chăm khỏe mọi người, chăm không có mận gì hết trơn á, đứng dòm thôi. Wow, giờ bỏ thịt vô xào rồi nữa nha. Hồi nãy anh bạn già bỏ hành phi vô rồi mọi người. Bây giờ xào thịt bằm lên. Thịt bằm này là cái thịt bằm mà bữa mọi người có coi cái video gì ta, xay thịt bằm mà mém chút nữa, mém chút nữa nội bộ lục đục vì cái cối nó bị ngưng giữa chừng đó mọi người. Sau một hồi nấu nấu nướng nướng, bếp trưởng của chúng ta đã đổi cái từ cái son qua cái chảo rồi mọi người. Cái son bay vô trong, còn cái chảo thì bay ra ngoài, đang chuẩn bị cho việc chiên trứng xèo. Bạn già nhà Trâm đã lấy củ cải đem gọt vỏ hết trơn rồi mọi người, chừa có con củ màu đỏ à. Đây là củ cải đường. Cái giá cả, ủa dạ, thấy chưa, em biết mà, em biết thế nào nó cũng nóng mà. Anh phải để ra đây mà không, hồi nó nóng dữ trời lắm. Nồi canh này bữa nay chắc ngon rồi nha. Trong thời gian chờ anh bạn già nấu canh thì Trâm sẽ đi rửa khoai lang nha mọi người. Phật là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Khoai lang nhiêu ký vậy mà? 15-20 ký. Gác lần về khuya cơn gió lùa, trắng gầy nghiêng bóc cài sông thưa. Khoai lang này củ giòn giòn, nấu chắc ngon lắm nè. Thơm quá trời luôn, thịt này do bữa em ướp rồi nè, cho nên giờ anh xào nghe nó xém xém, nghe thơm thơm. Ghê ta, đập trứng một tay luôn, u là trời. Đập trứng một tay luôn kìa. Sao anh không lấy cái chạn ra, để cái chạn gì trường hường vậy? Trời trời, khi đàn ông vào bếp. Ôi, bốn cái luôn hả? Đập trứng một tay luôn, ghê thiệt. Rồi, em sẽ niêm niêm rồi canh lại cái nữa là tắt bếp rồi. Nhớ nghe anh muốn tình đồng nàng duyên trao. Nhớ
cái quên bao câu thề muôn đời ta mãi gần nhau. Cho vô miếng tiêu nữa, yêu yêu tờ yêu tiêu đó. Rồi cho hành ngò vô nữa là ok. Mình sẽ cho hành ngò vô mọi người, xong nồi canh rồi đó. Rồi xong nồi canh củ cải đường, củ cải đỏ, tắt. Còn bên đây là món trứng chiên hầm bà lăng của anh bạn già. trứng chiên thịt bằm nha mọi người, mà phiên bản anh bạn già. Em đâu có ý kiến gì đâu. Ăn thịt nhiều quá. Ăn thịt nhiều quá. Một ba xử lý hoặc là cộng cộng. Ôi da trời, cực cười no luôn rồi, khỏi ăn cơm luôn rồi. Chữ dằn thiệt, cuộn lại rồi nữa. Cười đỏ hoa luôn mọi người, mày đặt cuộn lên đó. Thôi kệ, người ta có lòng thì mình sẽ có bụng. Nấu sao ăn vậy mọi người, không có chê khen bữa sau đâu có đâu mà ăn tiếp. Vậy là được rồi, vậy là cho thấy ok lắm rồi đó. Đây là món trứng chiên của anh bạn già mọi người, trứng chiên thịt bằm đó. Còn bên đây là nồi canh xong rồi đó, khoai lang châm cũng rửa xong rồi. Rồi bây giờ đi ăn cơm được rồi mọi người. Đi ăn cơm, con chuẩn bị đi ăn cơm, nãy rồi về chưa tắm nữa, lẹ lên. Nhanh lên, nhanh. Rồi nước sôi. Bây giờ Trâm sẽ bưng cái nồi canh qua bên đây. Đó. Sao con lấy cái ly khác, lấy cái ly đó con. Hử? Rồi múc cơm ăn con. Cái anh Chi nằm cái kìa, Chi nằm kìa. Chào cô chú anh chị đi con. Dâu. Ăn cá ngon hơn mà. Kiệt nghe chả cá không? Kiệt không ăn trứng hả? Mời mọi người ăn cơm với gia đình Trâm nè. Chiều nay là chỉ có trứng với lại cá, còn kho với nấu thêm tô canh nữa ăn là ok. Có mua dưa hấu không mọi người? Đỡ gắt nữa. Cô giáo về cho cô giáo miếng. Cho cô giáo miếng dưa hấu. Ngon ta? Ngon thiệt. Hồi nãy anh có thêm gia vị gì không nè? Có thêm một chút. Thêm cũng được. Thịt bữa ướp tặng làm gì, thịt giòn đậu hũ á. Thịt bữa anh sai ướp giòn đậu hũ, mọi người bỏ thằng lá nên lấy ra chiên trứng à. Nếu mọi người ở nhà trồng rau, người nào cắt từ đó ăn nó ngon hơn. Thành cũng vậy, còn Trâm đi làm về lụp chụp lắm mọi người. Cho nên cái gì cũng phải cấp đông hết trơn á. Sáng đi rồi gã lông, chiều giờ là cứ nhào vô rồi đi, vừa đi về nhào vô là nấu ăn thôi. Đúng rồi, múc cơm ăn đúng rồi. Tại vì á, mình đi làm công ty mình ăn cơm công nghiệp. Nhiều lúc mình ăn không có giống như cơm ở nhà mọi người. Nó chiều về nhà ráng nói bữa cơm ăn ngon dữ lắm. Ăn miếng trứng đi con. Dạ, trứng rồi. Trứng rồi. Đất nó đập. Ăn thử rồi. Ngon mà đúng không? Dạ. Ừ, tại nhìn nó xấu xấu vậy thôi chứ rất là vừa ăn. Rồi ăn miếng canh nữa nha con. Nha. Bớt cơm. Bớt cơm nhiều quá không? Bớt cơm lại nặng cho tập cho nó ăn canh. Tôi mẹ múc sớm nha. Đây. Tôi múc sớm cho con nha. Ủa? Luôn cá nè. Tôi múc cơm bớt vô. Không cho luôn hả? Trời. Không cho múc cơm bớt luôn. Đó. Múc sớm với múc cho cá cho con rồi đó. Đó. Con thích ăn đi. Ngon không? Ngon miệng hơn con. Hồi bữa đi ngang Tiền Giang anh thấy hớm rẻ rồi. Ở đây bữa này mình để 10.300. Rẻ sao tự nhiên bữa nay rẻ ha. Còn chôm chôm nãy sổ hớt ngang mà thấy không ngon. Thôi đừng có mua hàng sổ hớt ngang. Không ngon đâu, đừng có tam rẻ. Cứ ép kẹt à, em biết mà. Thà mua lựa đó, tiền nào của đó. Mua lựa 35.000 vẫn ngon thôi. Đúng rồi. Rồi chắc nổi quá. Ăn không bị tức. Hồi nãy em đi về ăn sầu riêng ở mắt em quá trời luôn. Sao con có muốn đi chơi không? Chủ nhật con có muốn đi chơi nữa không? Muốn đi hả? Vậy ba mẹ chờ con nghỉ học rồi đi luôn được không? Hả?
nhưng mà đi không đầu về giống như bữa đi anh đi vô nha. Đi chơi không đầu về nha, đi mà đầu về chưa gì hết trơn là đầu về rồi đó. Gót hết nè, gót hết luôn nha. Nấu hơi lạt lạt để ăn, không được ăn nữa. Ừ, có cái con bổ ăn thử. Một miếng rồi, miếng canh thời đây. Ngon quá. Trời ơi, sạch sạch con cá, sạch con trứng. Cá còn kìa. Còn nước. Còn mấy trái ớt á. No rồi mọi người. Bây giờ chấm xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ.